Anh Thịnh ơi, anh Thịnh đây, đứng nghe đội nắng này. Sao anh cầm luôn đâu. Vâng, như vậy là trọng tài đã lùi còi bắt đầu trận đấu chung kết U11 của huyện Thanh Trì giữa đội tuyển U11 xã Tân Triều và U11 xã Hữu Hòa. Ngay trong tình huống bóng đầu tiên, đội tuyển U11 xã Tân Triều được hưởng quả phạt góc đầu tiên. Vào không? Không vào. Như vậy U11 xã Hữu Hòa đang phản tổ chức phản công. Quốc Cường phá bóng mạnh lên trên. Đội tuyển U11 xã Tân Triều hôm nay vẫn ra sân trong trang phục truyền thống, áo đỏ quần xanh. Đội hình của đội tuyển U11 xã Tân Triều gồm có thủ môn Đức Anh, hậu vệ số 19 Gian, hậu vệ biên trái là Hữu Đức và biên phải là Quốc Cường. Ở vị trí giữa sân có Duy Ách và Hữu Duy, trên đá trên cao đá vị trí trên cùng là tiền đạo. Bắt người kia. Rất tốt, một tình huống phản xạ rất tốt của thủ môn. Nằm mới to thế nhỉ. Như vậy đội tuyển U11 xã Hữu Hòa được hưởng tình huống phạt góc. Câu bóng vào trong, thủ môn đẩy bóng ra. Rất tốt. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Vào không? Không vào, vào. Không được rồi. Số 7 của đội Hữu Hòa đang có bóng. Anh chuyền bóng về cho hậu vệ. Một tình huống phá bóng mạnh lên của Hữu Duy. Bóng đang trong chân của cầu thủ Hữu Đức. Như vậy là trọng tài đã nổi còi thổi phạt đội tuyển U11 xã Hữu Hòa. Một tình huống cao chân. Cầu thủ Duy Ích đang có bóng. Anh chuyền bóng. Anh chuyền bóng mạnh lên trên. Không được rồi. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Tiếp theo là một tình huống phạt góc cho đội tuyển U11 xã Tân Triều. Hữu Duy chuyền bóng ở trong, Duy Ích không được rồi. Quốc Cường có bóng, anh làm gì? Qua người rất tốt, vẫn là Quốc Cường. Không được rồi. Một tình huống phất bóng mạnh lên của hậu vệ đội tuyển U11 xã Hữu Hòa. Số 6 của Hữu Hòa đang có bóng, anh làm gì? Qua người, không được rồi. Đường về sâu quá.
Một tình huống câu bóng mạnh vào trong. Thủ môn đã bắt được bóng. Anh phất bóng mạnh lên trên. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên. Bóng đang chân cầu thủ Hữu Duy, anh dùng kỹ thuật qua người. Không được rồi. Duy Ích câu bóng mạnh vào trong. Vào không? Không vào. Vào không? Vào! Không vào, rất tiếc. Bóng đã đi. Vậy là tiếp theo là một tình huống phạt góc cho đội tuyển U1 xã Tân Triều. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Tình huống đá biên cho đội tuyển U1 xã Hữu Hòa. Một tình huống câu bóng mạnh lên trên. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Tiếp tục là tình huống đá biên đội tuyển U1 xã Tân Triều. Duy Ích câu bóng mạnh vào trong. Số 6 của U1 xã Hữu Hòa đang có bóng. Mất bóng rồi. Rất tốt, Hữu Duy đang có bóng. Vẫn còn. Không được rồi. Rất tốt, Hữu Đức đã phá bóng mạnh lên trên. Đội tuyển U1 xã Hữu Hòa được hưởng một tình huống đá biên. Hết biên. Kê chân. Một tình huống phạm lỗi rõ ràng của cầu thủ số 5 đội tuyển U1 xã Hữu Hòa. Hữu Đức đang có bóng, anh rất tốt. Rất tốt, cầu thủ Duy đã có bóng truyền về cho Quốc Cường. Quốc Cường phất bóng mạnh lên. Vậy bóng đã đi hết đường biên ngang. Một tình huống câu bóng mạnh vào trong. Không được rồi. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc cho đội tuyển U1 xã Tân Triều. Duy Ích đang thực hiện tình huống đá phạt góc. Anh câu bóng mạnh vào trong, vào không? Không vào. Duy đá.
Mà tiếng câu bóng vào trong cầu thủ Hữu Duy. Quốc Cường có bóng. Không được rồi. Rất tốt. Rất tốt, Quốc Cường đang có bóng. Rất tốt, Quốc Cường đã phá bóng mạnh lên cho Bùi An Ninh. Bùi An Ninh truyền cho Hữu Duy. Hữu Duy dùng kỹ thuật qua người. Rất tốt, vẫn là bóng trong chân cầu thủ Hữu Duy. Không được rồi. Một tình huống đá trượt bóng của cầu thủ U1 xã Hữu Hòa. Rất tốt, một tình huống phất bóng mạnh lên trên. Cầu thủ số 5 của đội U1 xã Hữu Hòa rất khỏe. Đá như người lớn đấy nhá. Bóng trong chân của cầu thủ Quốc Cường. Qua người. Số 7 Hữu Hòa đang có bóng. Sút bóng mạnh vào trong. Rất tốt. Một tình huống đá bóng mạnh lên của thủ môn đội tuyển U1 xã Tân Triều. Câu bóng mạnh lên trên. Rất tốt. Xít nữa đã có một tình huống phản lưới nhà của đội tuyển U1 xã Hữu Hòa. Đức, đâm lên Đức. Lên, đẩy lên. Có bóng mà về làm gì? A này, A đẩy lên cao tí. Đấy, đúng đấy. Bóng rồi ra cái là đóng luôn. Lên lên tí nữa, đâm lên tí nữa. Đá thẳng vào côn, đá thẳng vào côn. Không được rồi. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Đức để Duy đá Đức. Trung vệ đá về trung vệ. Đeo mặt con. Vào không? Không được rồi. Cao gân khỏe, thằng này đá đi gân khỏe. Rất tốt. Phật bóng như thanh niên. Rất tốt, bóng lên chân của cầu thủ Diếc. Phản công cho đội tuyển U1 xã Tân Triều. Chắc vào, đá chắc lên. Bóng vẫn đang trong chân cầu thủ Diếc. Cầm lấy, cầm mà chơi. Rất tốt. Không đạt thế. Như vậy là có tình huống phạm lỗi của cầu thủ Duy Ích. Đấy,
Vật chính phủ. Tập trung vào bóng, nhìn tình huống như tôi. Quay lại đây. Duy. Sau, sau, sau. Bóng nó đi hết đường biên. Duy nhá, đá đi. Đá bình tĩnh thôi, cứ đá đi. Tình huống đá biên cho tuyển U21 xã Tân Triều. Lính này đè mặt tay. Nó chạy vào mặt, chạy vào mặt. Cứ dí thẳng vào côn, phất vào côn. Rất tốt. Sút bóng. Không được rồi. To hơn một tí tốt. Vào. Kiện thằng số 5 đi. Đi tổng mặt mình ra kiện đi. Phất của mặt sau. Bóng trong chân cầu thủ Duy Ích. Không được rồi. Cầu thủ Duy Ích đã dùng chân phải sút bóng, không phải chân thuận của anh. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Duy Ích. Theo người này, số 5. Rất tốt. Như vậy đội tuyển U21 xã Y Hòa đã có bàn thắng mở tỷ số. Dẫn đến để là một cầu thủ của Hữu Hòa ở phía dưới. Từ từ, chậm. Không xa đã đi. Một quả thôi mà. Làm lại. An đã dậy. Bé ba bé thẳng vào bé hai đường làm sao vào. Chấp rồi, 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 bóng đâu? Được, cô bóng mạnh vào trong vào không? Không vào. Như vậy đã có tình huống dùng tay chơi bóng cầu thủ số 4 U1 xã Hữu Hòa. Đâu? Cầu thủ Bùi Anh Ninh đang có bóng. Anh chuyền bóng cho cầu thủ Duy Ích. Chạy đi, đuổi đi. Đá lên. Trường ngồi dịch xuống. Đá thẳng vào. Thẳng ở dưới kia kìa. Không chuyển được. Đội Hữu Hòa thi đấu rất áp sát. Có đến 3 cầu thủ theo một cầu thủ của đội Tân Triều. Đá đi. Bóng đây này. Ba lui ra, làm gì? Đá
Dù Quốc Cường đang có bóng. Không được rồi. Ấm sát vào. Ôi, ngon thế kia kìa. Đây, và như vậy, một bàn thắng rất kỹ thuật. Đội Hà vượt lên tỷ số lên 2-0. Minh ơi, đang đá xài nhả bóng. Bước cây đây kìa. Bố mẹ thầy rồi. Bước cây đây. Như vậy đến thời điểm này tỷ số trận đấu đã là 2-0 nhưng về đội Hòa. Như vậy là cầu thủ số 10 của đội tuyển xã Tân Triều đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Vừa rồi đội Hữu Hòa cũng thực hiện bình lại cú sút như của đội Tân Triều, tuy nhiên bóng đã được chuyển ngang. Kia vào, vào luôn, sút luôn lên, vào sút luôn lên, tốt, đập lên, chậm lại, chia nhau ra. Duy Ích, Duy Ích với những cầu thủ rất kỹ thuật đến từ đội Hà Nội thì theo định giá của trang web bóng đá chuyên nghiệp thì tổng trị giá trị của các cầu thủ của hai đội là 100 triệu đô la. Như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu đội tuyển U1 xã Tân Triều và U1 xã Hữu Hòa. Tỷ số hiệp 1 đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển U1 xã Hữu Hòa.